đứng đây thôi. Mình rải vỏ chuối đây nè, thằng hề nó chạy qua nó ngã sấp mặt là mình. Hai đứa luôn. Tôi không cố ý đâu các bạn ơi. Tôi muốn cho thằng hề nó ngã sấp mặt thôi, tôi không cố ý đâu. Ok và hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Ga đây. Câu hỏi đầu tiên đặt ra cho các bạn là các bạn có sợ thằng Hề hay không? Nếu câu trả lời là có thì tựa game này không dành cho bạn đâu. Và chào mừng các bạn đã đến với thằng Hề sát nhân The Cloud Killing Part 2. Thì cách chơi của game này nó rất là giống cái game Murder Mystery hoặc là cái game mà Hide and Seek các bạn. Tức là mỗi một vòng nó sẽ cho một người ngẫu nhiên là thằng Hề ha. Và cái thằng Hề này là sẽ đi giết tất cả những cái người chơi còn lại. Còn tất cả người chơi còn lại thì mục đích của họ chỉ là đi trốn thôi, cho hết thời gian thôi. À, luật chơi cũng khá là đơn giản hả các bạn ha. Ok, chúng ta chuẩn bị vào trận nào. 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Welcome to Cloud Killing. Mình có vô map nữa nha các bạn. Vô đại đi, chả biết gì luôn. Ok, thì cái tỷ lệ mà biến thằng thành hề của mình là 1% hả các bạn ha. Rất là ít luôn. Ok, thằng hề là T86 gì này. Đây chúng ta có thể dùng tiền chúng ta mua những cái chuối nữa các bạn. Chuối rồi những cái tăng tốc độ của súng nữa các bạn ơi. Wow. Mình là nạn nhân ha. Bây giờ mình có tất cả là 40 giây để mình đi trốn. Ở trong đây thì không có nút chạy nha các bạn. Mà thằng hề thì nó chạy rất là nhanh. Mình có một cái đèn pin nè. Mà cái màn này nó không có tối lắm ha. Cái màn băng tuyết này nó không tối lắm. Nhảy được cao không? Ồ, nhảy cao các bạn ơi. Hay đấy. Ok, 3, 2, 1. Rồi, thằng hề bắt đầu đi tìm rồi. No, chúng ta nên tắt cái đèn pin đi. Ồ, 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 bên kia đúng không? Không phải. Ôi, chết, 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 chết tôi, rớt rồi. Rồi, ngã sắp mặt luôn. Ok, chúng ta cần có một cái đèn pin mới được. Có những chỗ rất là tối ha. Ô, thanh niên áo hồng bên kia phát sáng luôn mới ghê chứ. Mình nghĩ chúng ta nên bật đèn pin đi các bạn ơi. Tới đâu tới ha. Lên nào. Lên nào. Thằng hề đâu ta? Chúng ta vẫn chưa thấy thằng hề xuất hiện ở đây. Kìa. Đấy, đấy rồi, thanh niên kia xong rồi, rip rồi. Mình tắt đèn mau. Còn 3 phút nữa thôi các bạn ơi, cố lên nè. Oh no. Rồi. Đấy, thằng hề phía dưới kìa. Rồi, xong thanh niên kia rồi. Đúng rồi, cố lên em ơi. Chúng ta chỉ đứng ở đây chúng ta quan sát thôi. Tất cả những gì chúng ta cần làm lúc này là giữ bình tĩnh và im lặng. Oh shit. Kìa, hết hồn. Tụi nó chạy qua đây chứ. Tự nhiên nó chạy lên tới chỗ kia rồi đó. Chị nhảy qua đây cái nó rất nhớ luôn rồi. Giờ nó vô nhà rồi. Wow. Ok, có lẽ chúng ta chiến thắng rồi các bạn ơi. Thằng hề này nó ăn chay, nó không ăn thịt gà các bạn ha. Chúng ta sống sót qua cái trận đầu tiên rồi. Wow. Ten. Khá good. Một trận thắng đầu tiên. Yes. Oh, thanh niên gì đây? Chúng ta có thể dùng cái cash chúng ta mua những cái chuối ha bạn ha. Có tiền 100 thì mua súng. Mua chuối để mình thả cho chuối á. Khá là hiệu quả trong cái việc ngăn chặn thằng hề ha. Thằng hề chạy rất là nhanh luôn á. Mình thì chạy như rùa vậy. Rồi, chúng ta có 30 giây để trốn. Cố lên nào. Trời ơi, ở đây là cái đâu vậy? Sao đá phát sáng, nắm phát sáng các kiểu vậy? Còn thanh niên kia leo cây kìa bạn. Chất. Quá chất. Good man. Núp ở đây mới được. Cái này nè. Chỗ này hay nè các bạn ơi. Mình thấy chui vào bên trong cái cây thông này ha. Wow. Đứng ở ngoài là không thấy đâu. Đấy. Thì các bạn có thể bấm cái bay cây bên đây nè. Ôi thằng này mới qua mình hả? Ôi, đừng có vô đây, trời ơi, đừng có vô đây. Né ra đi.
Mình mới thấy lướt qua mình đang bị nói các bạn mấy cái rương kìa. Holy shit. Chạy vô khác đi men ơi, đừng vô đây. Holy shit. Đâu rồi, nó không thấy mình đâu. Ok, sẵn tiện mình nói tiếp ha, các bạn có thể dùng cái bay cây này nè. Các bạn mua những cái, dùng cash ha, để mua những cái trong đây nè. Thì nó có tỷ lệ để ra con dao xịn đó các bạn. Giống như là cái skin gì đó, để cho thằng Hề ha. Trời, hai thanh niên kia bị gì vậy? What the shit. Trời. Ôi, ai mới nhảy vô người mình vậy? Né chỗ khác chơi đi nha. Yes, chiến thắng rồi các bạn ơi. Trận thứ hai chúng ta vẫn sống sót ha. Khá là ok đó. Được 10 card rồi. Ồ, trong đây có cái van nè các bạn. Mà nguy hiểm quá. Mình nghĩ nấp trong đây là không có đường chạy đâu các bạn ơi. Né ra thôi mới được. Khoan, từ từ nha. Mình nghĩ thế là thằng Hề nó cũng đi vô đây à. Ui, có nên đi ra không nhỉ? Căng quá vậy. Không thấy ai trong đây hết. Mình nghĩ chắc không sao. Không ai ở đây hết. Trời, chạy, khi mình chạy người mình nó cứ phát sáng khó chịu quá các bạn ơi. Holy shit. Ủa sao cái màn này nạn nhân sống nhiều vậy? Thằng Hề đâu rồi? Nó treo máy rồi à? What the shit. Hèn chi nãy giờ mình thấy nó cảm giác an toàn đến lạ ha. Bình thường là phải rầm rộ lắm rồi, còn lần này thấy cảm giác rất là yên bình. Trời, quá trời người đứng đây luôn mà nó không giết. Trận thứ ba khá là dễ dàng hả các bạn. Hồi đây coi XZ dìm luôn vậy. Chà, mà này căng rồi nha. Thôi chạy đi. Mình còn thiếu 5 card nữa là mình mua được một cái vỏ chuối các bạn. Thằng Hề đâu ta? Ai biết nó đứng đâu? Ủa, có xe tăng kìa. Viện bảo tàng nó có xe tăng ha. Chú vô nào. Oh shit, kẹt rồi. Mình nghĩ mình sẽ đi kiếm cái sở thú hay cái gì đó. Mình làm một bức tượng ha các bạn ha. Không biết ở đây có cái nông trại, có cái sở thú gì không để mình vô mình làm bức tượng mới được. Holy shit. Ở đây đường cục rồi. No. No 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 no. Not good, not good. Oh no no no. Sao cảm giác thật căng thẳng. Thật không thể tính được. Oh man. Oh no. Oh shit. Bình tĩnh. Tất cả hãy bình tĩnh. Không có gì phải lo sợ cả. Để nó chạy ngang qua đây, mình bắt đầu mình dọn ngược lại hướng kia các bạn ha. Các bạn thấy không, ở đây rất nhiều người luôn. Mình sẽ cho thằng Hề chạy ngang qua. Từ từ, 3, 2, 1, chạy nào. Come on. Ok. Từ từ, biết nó có đuổi theo không ta. Kìa, các bạn thấy không, có người mua vỏ chuối rắc ở đó kìa. Một thanh niên này liễu vậy. Từ từ. Tên Hề đang hành động bên kia. Đây, đuổi theo kìa. Run. Bạn thấy không? Bạn Hề nó ngã sắp mặt lờ luôn. Cái vỏ chuối rất là hiệu nghiệm trong cái game này luôn các bạn. Shit. Mình đi mình còn té nữa, nó gì thằng Hề các bạn ha. Đây mấy cái chỗ chuối này nè. Mình chạy ngang qua nè. Đấy. Té mà u đầu bể trán luôn mới ghê chứ.
Đúng rồi, chạy đi anh em ơi. Chạy đi. Rồi bên kia đông nha. Cái này thằng hề mua vui cho người xem rồi. Rồi thanh niên kia. Tự đi tự té luôn. Kìa kìa kìa, thấy rồi. Né chỗ khác nha. Tôi đang núp ở đây đó. Còn 1 phút nữa các bạn ơi. Oh shit, oh shit. Từ từ nha. Oh no no no. Chạy chạy chạy. Chạy chạy chạy, núp lại cái cột này thôi. Ok ok. Cái này chiến thuật đó các bạn. Nè 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 nè, đuổi theo kìa, đuổi theo kìa. Chuẩn bị nữa, chuẩn bị nữa, chuẩn bị nữa. Yes. Quay lại, quay lại. Đừng thấy tôi nha, đừng thấy tôi nha. Rồi chết thanh niên kia rồi. Oh no, 20 giây nữa. No. 10 giây nữa. Yes. Như vậy là 4 trận chúng ta đã chiến thắng các bạn ơi. Mình đủ 20 card đi, mình mua rồi. Đấy nè, tôi nè, tôi nè, dí tôi đi. Sao giết được. Ok, lại một lần nữa là cái màn của mình chọn lại là số nhiều nhất hả các bạn ha. Mình nên mua trái chuối, mua luôn. Đấy, mình có vỏ chuối rồi. Yes. Thanh niên nào làm chú hề vậy? À, noodle à. Ok, tranh thủ trốn nào. Không biết trái chuối này mình có rải được nhiều không ta. Oh. Không chỉ được một trái thôi các bạn. Buồn vậy. Ôi, này có kẹt rồi, này kẹt rồi, kẹt rồi. Oh no no no. Đứng đây đi. Đứng đây thôi. Mình rải vỏ chuối đây nè, thằng hề nó chạy qua nó ngã sấp mặt là mình. Hai đứa luôn. Tôi không cố ý đâu các bạn ơi. Tôi muốn cho thằng hề nó ngã sấp mặt thôi, tôi không cố ý đâu. Đứng ở mặt vào tường nào. Chúng ta hãy yên lặng để chúng ta nghe tiếng động của thằng hề nào. Các bạn thấy cái vỏ chuối mình để đây là một cái vị trí đắc địa không? Ai đi qua không để ý là cũng bị ngã sắp mặt hết. Mình phải để ngay giữa đó là ok rồi. Nhưng mình để nó hơi lệch bên đây hả? Mình mà để ngay vị trí chính giữa là bảo đảm là 100% người chạy qua là té hết. Còn 2 phút rưỡi nữa. Ôi mất cái chuối của mình rồi. Ok ok. Có thằng hề đây không? Mình sẽ để lại che cái vỏ chuối ở đây. Đi ra. Đấy. Ui, từ từ. Đấy, góc này ok hơn nè. Chúng ta sẽ xem coi thằng hề nó có xuất hiện ở đây hay không. Ôi, 2 trái chuối luôn các bạn. Ghê vậy. Đấy. Ôi, kia 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 kia. Kia kia kia. Thằng hề kia, thằng hề. Chết. Oh man, oh man, oh man. Chạy. Oh shit. Oh shit. Oh no. Đại chuối, đại chuối, đại chuối. Come on, come on. Chạy lại chỗ này nào mau. Ngã sấp mặt các bạn ơi. Vãi nịt. Oh no, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. No shit. No. No. Chuối đâu? Chuối của tôi đâu? Rải mau. No. Oh chết luôn. Hài. Đúng hài luôn. Ok, thì có lẽ mình sẽ dừng video này tại đây ha. Và nếu bạn thích video này đừng quên bỏ lại một like, share video này, cũng như là hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn của mình mỗi ngày ha. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.